Yo, chào mừng các anh em đã quay trở lại, mình là Leo. Trong nội dung hôm nay thì có một nội dung rất là hay dành cho những anh em thích thích phiêu lưu, mạo hiểm và đặc biệt là xuyên không. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ thế giới, sẵn lòng bỏ công vô ích. Đầu tiên thì quần đảo Táo Vàng, đảo Nguy Nan có hai hình thái, hiện tại và quá khứ. Và đây chính là bản đồ của đảo Nguy Nan trong quá khứ nè. Và cái điểm mình đánh dấu ở đây đó chính là vị trí mà chúng ta có thể chuyển đổi giữa hai hình thái bằng cách lặn xuống nước. Đầu tiên, để nhận nhiệm vụ thì các anh em cần vào trong cái hình thái của hiện tại. Có nghĩa là chúng ta sẽ lặn xuống nước. Đó chính là cái bản đồ này nè các anh em. Và nơi đây cũng là chính là nơi mà các anh em nhận cái nhiệm vụ trong chuỗi 3 nhiệm vụ phù hiệu bị vứt bỏ đó. Nhiệm vụ bức ảnh bị mất cũng yêu cầu chúng ta tới cái nơi này để mà kiếm Fatui chùy lôi đó. Thì khi mà các anh em tới thì các anh em cũng sẽ thấy có một cái điểm đánh dấu nhiệm vụ thế giới ở trên bản đồ. Thì ở đây có một cái quyển nhật ký cũ, và sau khi mà đọc quyển nhật ký cũ thì chúng ta được biết rằng nhà mạo hiểm Quốc Giang đang tuyệt vọng bị nhốt ở đây. Rồi chúng ta cùng với là nhà lữ hành cùng nhau quay về quá khứ để mà xem chuyện gì đã xảy ra. Thì chúng ta sẽ vào trong cái hồ dưới nước và chọn lặn xuống mặt nước, rồi chúng ta sẽ di chuyển thẳng. Nó sẽ chỉ nhiều chỗ vị trí cho chúng ta, nhưng mà khi mà chỉ đến gần thì nó không chỉ chính xác các anh em. Thì các anh em đi xuống cái thang ở ngay dưới đây nè. Cái thang ở đây rất là khó nhìn nha các anh em. Các anh em chạy thẳng vào và chúng ta đứng nhìn đó, ngay cái chỗ hốc xuống đó, nó có một cái thang ở bên mép. Và khi vừa vào thì cửa cơ quan sập lại và hóa ra là Quốc Gang đã bị nhốt theo cái cách đó. Nhưng mà đối với lại nhà lữ hành của chúng ta thì quá dễ dàng thôi. Chúng ta sẽ sử dụng Amber hoặc là nhân vật hệ hỏa nào, chúng ta đốt ba bó đuốc thì lúc này chúng ta sẽ được mở ra. Và lúc này Paimon đề xuất chúng ta hãy đánh dấu ở đây để lại lời nhắn, xem coi có chắc là cái quyển nhật ký kia sau khi mà chúng ta hỗ trợ Quốc Giang thì có lẽ là anh ta sẽ không để lại nhật ký nữa. Rõ ràng là chúng ta cần phải quay trở lại hiện tại xem lời nhắn như thế nào. Chúng ta sẽ quay trở lại hiện tại và bằng cái cổng đó giữa dịch chuyển giữa quá khứ và hiện tại. Mình nhớ ngày xưa có một cái game trên máy PlayStation giống như là con lắc thời gian, chúng ta cũng phải quay lại giữa quá khứ và hiện tại. Không biết là các em ở đây có ai còn nhớ tới game đó không? Tên tiếng Anh là Chrono Cross, không biết là anh em nào tại đây còn nhớ hay không. Và khi mà nhắc tới game đó thì mình cảm thấy rằng Genshin bắt cho chúng ta lại rất nhiều những cái cảm tưởng của cái game đó ngày xưa. Và khi mà chúng ta quay trở lại chỗ cũ thì quyển nhật ký vẫn còn ở đó, nhưng mà đọc thì lần này đã chuyển thành là Quốc Gang đã nhìn thấy ba cái vạch đó và suy đoán tỉ mỉ là phải thắp sáng những ngọn đuốc theo một thứ tự nào đó, và nhờ vào vậy nên là anh ta đã thoát ra. Ok, mình vừa vào mình bắn mình cũng không suy nghĩ gì cả, vì vậy cho nên nếu như anh em nào mà bắn mà không được á, thì các anh em nhớ là chúng ta dùng con mắt nguyên tố hoặc là các anh em bắn theo thứ tự của mình bắn nha. Sau đó thì Paimon là gợi cho chúng ta một cái điều nữa là hãy đến di tích trên mặt biển tìm tung tích của Quốc Gang. Và nếu các anh em chọn theo dõi nhiệm vụ á, thì nhiệm vụ cũng hiển thị trên bản đồ cho chúng ta. Ok, rất là dễ dàng đúng không nào? Các anh em tìm đến cái cổng dịch chuyển mà thuyền á, gần nhất đó, mình chọn cái cổng dịch chuyển ở phía trên và bắt đầu mình lấy một con thuyền mình bay tới. Nhiệm vụ cũng đã hướng dẫn chúng ta tới cái hòn đảo. Ngày xưa thì cái hòn đảo này là một cái hòn đảo mình đặt tên là Đài Thiên Văn đó, các anh em cũng có những cái nhiệm vụ ẩn nằm ở trong đây. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chạy thẳng tới. Ok, nhưng mà cái quần đảo Táo Vàng ngày xưa không còn nữa nha, nên là cái đó coi như là xóa, không tính nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới gần và chúng ta sẽ di chuyển lên trên đảo nha các anh em. Trên đảo cũng có một cái hồ nước để mà di chuyển giữa hiện tại và quá khứ, nhưng mà các anh em cứ bỏ qua đi, chúng ta lao thẳng xuống phía dưới. Ở phía dưới thì nó là một cái cơ quan thời gian, có nghĩa là chúng ta cần phải đập hết tất cả các lọ vào trong. Nó giải đố là yêu cầu chúng ta không phải làm hết tất cả thì chúng ta mới thể giải được cái cơ quan thời gian đó. Chúng ta chạy thẳng vào bên trong thì có một con hươu sắt đang đào đào và có những cái một cái tảng núi đó các anh em. Phá hủy tảng núi đó thì nó sẽ lộ ra một cái hang bên trong. Chúng ta chạy vào trong cái hang thì có cái điểm sáng sáng. Các em nhặt vào thì đó sẽ là chìa khóa dính muối biển. Rồi các em chạy thẳng vào bên trong, cứ chạy thẳng vào bên trong đi các em. Nhiệm vụ của chúng ta vẫn tiếp tục chỉ đường, vì vậy cho nên chúng ta không lạc được đâu. Thì vào đây có một đám helichop, các em lùa hết đám helichop đó. Sau khi mà lùa hết đám helichop thì mình đoán là nó sẽ có một cái quyển nhật ký nằm ở đâu đó. Ok. Ở trên nhiệm vụ cũng di chuyển trở thành là tìm tung tích của Quốc Gang đã đến khu nhiệm vụ. Chúng ta sẽ xoay camera để mà nhìn xem coi cái quyển nhật ký đó nằm ở đâu. Ok, ở trong góc phòng ngay gần cái giải đố bị đổ đó các em.
thì lại có nhật ký của Quốc Gia. Anh ta lại sắp tiêu đời, lại nhớ món ăn, lại nghĩ rằng có lẽ là tôi không thích hợp trở thành một nhà mạo hiểm. Có vẻ như là anh ta lại gặp khó khăn nào đó trong một cái cơ quan, và rõ ràng chúng ta sẽ lại tiếp tục quay về quá khứ để mà giúp anh ta. Ok, công việc của các em là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ quay trở lại cái hồ hồi nãy mà mình nói là sẽ giúp các anh em quay trở lại quá khứ đó. Thì hiện tại là bởi vì cái sự huyền ảo của pháp thuật hoặc là cái cổ máy của hội phát xui đó, cũng chưa rõ là cái này là do ai tạo ra, nhưng mà đại khái là chúng ta có thể quay trở lại quá khứ. Chứ còn những khu vực khác thì chúng ta không thể quay lại quá khứ, chỉ có riêng mỗi quần đảo Táo Vàng này thôi. Đó, ok, sau khi mà tạo cơn gió bay ra thì chúng ta sẽ vào trong hồ nước, lặn xuống nước để mà quay trở lại quá khứ, giúp đỡ anh ta. Khi mà chúng ta quay trở lại quá khứ thì cái nơi này nó là đỉnh của ngọn núi các anh em. Chúng ta sẽ chạy thẳng vào bên trong. Rồi khi mà chúng ta chạy thẳng vào bên trong có hai công tắc ở đây nè. Các anh em sẽ tiến hành gạt hai công tắc. Nhưng mà cái công tắc này nó gạt thì nó sẽ mở cái cơ quan ở trên, nhưng mà nó sẽ có thời gian nó sẽ đóng lại. Vậy cho nên các anh em khi mà gạt các anh em chạy nhanh, hoặc là chúng ta đứng chúng ta phá hủy luôn cái tảng đá mình vừa mới đứng lên. Đó, cái tảng đá có khả năng phá hủy được. Thì các anh em chạy thẳng lên trên. Ở đây có một cái đoạn dây leo, các anh em leo nhanh lên thì chúng ta hoàn toàn sẽ có thể vượt ra khỏi được cái cơ quan này. Sau đó thì các anh em sẽ tiêu diệt một cái đám Helichok ở trong đây. Đã đến khu nhiệm vụ rồi, và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đó chính là tìm quyển sổ. Cái chìa khóa bị muối biển reset, các anh em mở cửa ra. Ở đây nhiệm vụ của chúng ta đó chính là phá hủy hết tất cả những cái lọ. Không, cái này không phải là nhiệm vụ của chúng ta, mà nếu mà các anh em muốn lấy cái rương á, thì chúng ta phá hủy hết tất cả những cái lọ ở đây thì chúng ta sẽ nhận được cái rương cấp 2 ở đây. Tiếp tục đi vào trong thì ở đây có một cái ánh sao ngưng tụ. Tuy không bắt buộc nhưng mà mình đề xuất các anh em sẽ giải cái cơ quan ánh sao ngưng tụ này. Thì cái này cần phải có tốc độ nha các anh em. Và các anh em đừng có phá hai cái lọ đó. Các anh em đuổi cái ánh sao ngưng tụ thứ nhất về cái đỉnh của cái lọ thứ nhất. Rồi xong sau đó chúng ta sẽ chạy qua cái hang bên này, nó có một cái ánh sao ngưng tụ nữa. Các anh em lại tiếp tục đuổi cái ánh sao ngưng tụ này về cái lọ thứ hai. Thì khi mà hai ánh sao ngưng tụ này cùng tới vào nơi đó thì rõ ràng là chúng ta đã hoàn thành xong giải đố, và chúng ta sẽ bắt lấy hai ánh sao ngưng tụ này. Nhiệm vụ của chúng ta cần 3 ánh sao ngưng tụ lận. Mình sẽ hướng dẫn các anh em lấy ánh sao ngưng tụ thứ 3 để mà chúng ta mở một cái con đường mà chúng ta lên phía trên đó. Nhưng mà khi mà các anh em chạy vào thì cổng cơ quan đã đóng sập lại, và rõ ràng là Quốc Gang bị nhốt ở đây nè các anh em. Chúng ta sẽ dùng hệ phong để mà chúng ta xóa bụi của bụi nguyên tố lôi của những cái trụ ra. Rồi xong sau đó các anh em dùng góc nhìn nguyên tố thì chúng ta sẽ thấy rằng có một cái cột hỏa đó đã bị giấu đằng sau của một cái tảng núi đá giả, phá hủy tảng núi đá giả. Và những cái cột hỏa này cần phải phá theo một cái quy tắc nha các anh em. Các anh em sẽ dùng con mắt nguyên tố để nhìn thấy thì nó sẽ có cái dòng chảy nguyên tố hỏa đó. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bắn lần lượt từ bên tay phải qua bên tay trái. Sau khi mà thắp sáng lần lượt từ bên phải qua bên trái thì rõ ràng là cửa của cơ quan đã được mở ra rồi. Lần này cũng thế, chúng ta lại tiếp tục gợi ý cho Quốc Gang về đây chính là cái mật thất. Và bây giờ nhưng mà trước khi mà vào trong cái mật thất này thì có nghĩa là chúng ta sẽ đánh lại dấu vết cho Quốc Gang, nhưng mà sẽ là đánh trước cái cổng vào nha các em. Ở đây ví dụ như nó có một cái điểm sáng ở đây, nhưng mà khi mà mình nhấn vào á thì Payment gợi ý là ủa cái này ở trong mật thất rồi, có nghĩa là trong cơ quan rồi, chúng ta phải đánh dấu ở trước cơ quan chứ để mà Quốc Gang phát hiện ra. Ok, vì vậy cho nên có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải chạy ra ngoài trước của cơ quan đó. Đó, chúng ta chạy ra ngoài cơ quan rồi chúng ta đánh dấu cho anh ta thấy đây gọi là những hai cái vạch hay ba cái vạch gì đó ở đó để mà cho Quốc Gang biết là nguy hiểm. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ quay trở lại để mà xem coi sổ tay của Quốc Gang như thế nào. Đại khái của cái nhiệm vụ này đó có nghĩa là chúng ta sẽ đi lại giữa hiện tại với lại quá khứ. Ví dụ như quá khứ chúng ta thay đổi thì để xem coi hiện tại thay đổi như thế nào đó. Nói chung thì mình cảm thấy những cái nhiệm vụ dạng như thế này mình cảm thấy rất là thích các anh em. Ok, chúng ta lại tiếp tục lặn xuống nước. Và mình nghĩ rằng các anh em nên theo dõi cái câu chuyện của cái nhiệm vụ này. Một trong những cái nhiệm vụ mình rất là thích và cái tên cũng rất là thích luôn. Sẵn sàng bỏ công vô ích.
Đó, đầu tiên mình không tính làm nhiệm vụ này vì tại vì thông thường mình chỉ làm những cái nhiệm vụ khó thôi, chứ còn những cái nhiệm vụ mà mình cảm thấy là nó có hướng dẫn thì mình sẽ không làm. Tuy nhiên với cái tên là sẵn sàng bỏ công vô ích thì mình cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ này để mà gửi tới các anh em. Khi mà lao xuống thì không nhất thiết phải đập mấy cái chai đâu các anh em, nhưng mà mình gọi là đi ngang qua, mình ngứa tay mình đập chơi rồi thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thẳng vào bên trong để mà xem coi nhật ký của Hồ Cang đã viết gì ở trong đó nha các anh em. Đây chính là hiện tại, thì hiện tại cái này đã không còn là đỉnh núi nữa, đã trở thành gọi là đã trở thành một cái di tích cổ rồi. Chúng ta vào á thì anh ta đã thay đổi, nhưng mà lần này thì cái quyển nhật ký của anh ta lại dương dương tự đắc, và anh ta hơi bị gáy, hơi bị nhiều á, tại vì nhờ được cái sự giúp đỡ của chúng ta rồi thoát ra khỏi những cái gọi là nguy hiểm, nhưng mà bản chất của anh ta là bắt đầu lại nhờ vào đó mà lại nghĩ rằng là mình thông minh đó. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ cùng tới cái điểm mà anh ta nhắc tới trong quyển nhật ký để mà xem coi kết cục của anh ta sẽ là như thế nào. Ok, câu chuyện khá là chân thật đúng không các anh em? Đôi khi con người chúng ta mà mọi chuyện được người khác giúp đỡ hoặc là dễ quá thì chúng ta cũng chẳng học được điều gì ở trên đời cả. Vì vậy cho nên là chúng ta hay gáy bởi vì chúng ta chưa thực sự đụng những cái thử thách hoặc là chưa thực sự đụng những cái đối thủ gọi là đáng gờm. Tại vì mình đã từng đụng độ rất là nhiều những cái đối thủ mà mình phát hiện ra. Ngày xưa mình cũng khá là gáy, nhưng mà khi mà ra ngoài đời mình mới biết là ồ, cao thủ luôn luôn có cao thủ hơn, người giỏi có người giỏi hơn gấp mình chục lần. Ok, và khi mà chúng ta tới đây thì bắt đầu chúng ta bay lên thôi và chúng ta sẽ tìm manh mối ở gần đây nha. Ở đây có một cái vết khắc nè, ok, nhưng mà mình đi ngang qua, mình không leo lên cao, và bây giờ chúng ta xoay lại, chúng ta quan sát thì chúng ta thấy một cái vết khắc ở đây. Vết khắc cũ kỹ đã viết, gió lớn quá, ở đây mặt trời mọc rất là đẹp, cũng không dùng nhật ký nữa, rồi nơi nguy hiểm như vậy. Rồi lần sau tới Long Tích Tuyết Sơn. Đại khái là Quật Gan nghĩ mình nguy hiểm như thế này mình đã cũng có thể vượt qua, thì lần sau sẽ tới Long Tích Tuyết Sơn. Đáng tiếc là chúng ta có thể giúp Quật Gan ở đây thôi, còn đến Long Tích Tuyết Sơn thì chúng ta không có khả năng dịch chuyển ngược thời gian để mà giúp. Có lẽ anh ta đã teo rồi. Vì vậy cho nên là chúng ta đến di tích trên cao ở đảo Trong Hồ để mà có thể là gửi cho anh ta cái món mà anh ta yêu thích, anh ta viết ở trong nhật ký là anh ta thích gà nấu hoa ngọt đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái nơi mà sụp đổ đó ngày xưa đã chính là cái gì nha. Ok, chúng ta sẽ cùng quay lại ở cái điểm dịch chuyển ở đây nè các em. Cái điểm dịch chuyển thời gian ở đây là nó trực tiếp đưa chúng ta lên lưng chừng núi luôn. Ok, và khi mà chúng ta dịch chuyển ra cái đây, đây là nó nằm lưng chừng núi, còn cái điểm mà mình đánh dấu đầu của cái video đó chính là nằm ở dưới núi. Ok, nó có những cái cơn gió các em, thì chúng ta sẽ theo những cái cơn gió và chúng ta bay lên. Ok, những cái cơn gió này thông thường là do chúng ta kích hoạt cái trụ nguyên tố ở bên dưới cái này. Nếu anh em nào không có những cơn gió này thì ở đây nó có một cái cơ quan, thì các anh em ngước đầu lên trên thì chúng ta có thể giải được cái cơ quan này nha. Cái gọi là cái lời đố của cái cơ quan này khi mà các anh ngước đầu lên trên, và chúng ta sẽ leo lên trên các anh em, leo lên trên. Ok, cái này leo hơi khó xíu. Ok, và khi mà các anh em lên lên trên đây thì có một cái cơ quan và yêu cầu chúng ta cần phải bỏ những cái ánh sao ngưng tụ. Hồi nãy là chúng ta vừa mới nhặt hai ánh sao ngưng tụ rồi. Và bây giờ chúng ta nhét hai ánh sao ngưng tụ vào, nhưng mà chưa được cái này, chưa đủ. Chúng ta cần phải nhét thêm một cái nữa là ba cái. Thì để mà nhét cái thứ ba thì có rất nhiều cách. Một trong những cái cách thì mình đề xuất các anh em hai cách. Thực sự ra thì những ánh sao ngưng tụ này có rất nhiều, các anh em phiêu lưu có thể nhặt được rất nhiều. Nhưng mà có một số anh em thì đi tới đây mà chưa có ánh sao ngưng tụ giống như mình á, thì mình đề xuất là chúng ta có thể sử dụng một cái nhân vật nào đó, chúng ta trồng trụ ở đây, là chúng ta leo cao và chúng ta bay lên trên cái tháp gần đây nè các anh em. Thì cái tháp này rồi chúng ta leo thẳng lên, ở trên nó có một cái ánh sao ngưng tụ mà chúng ta có thể nhặt được ở trên đó. Đây chính là cách thứ nhất. Mình cũng để cho một anh số anh em là cách thứ hai, để đôi khi cái tháp cái cây này hơi khó cao để mà leo á, thì các anh em cũng có thể bay xuống bên dưới đó, thì ở gần đây thôi, bay xuống bên dưới ở gần đây, ngay từ cái chỗ lắp ánh sao ngưng tụ các anh em đi về hướng nam đó, các anh em cứ nhảy xuống và bay từ từ xuống thôi, không có vấn đề gì cả. Và đây nó có những cái cơn gió để mà giúp chúng ta leo lên cao nha, nên là khi mà chúng ta xuống chúng ta nhặt ánh sao ngưng tụ xong thì chúng ta sẽ sử dụng những cái cơn gió để mà chúng ta quay trở lại. Đó, các anh em cứ thả mình xuống thì từ xa các anh em đã thấy có một ánh sao ngưng tụ đang giữa trời rồi đúng không nào? Đó, chúng ta sẽ nhặt cái ánh sao ngưng tụ giữa trời này và chúng ta sẽ dùng những cái cơn gió để mà lên thôi. Đó, ở đây có những cái cơn gió này nó sẽ đưa chúng ta lên.
Sau khi mà lên xong thì các anh em sẽ lắp cái ánh sáng ngưng tụ vào, nó sẽ có một cái con đường để mà dẫn chúng ta đi lên trên. Thì ra cái nơi mà anh ta ngắm á, là nơi này, rất là cao, là cái nơi cao nhất của đỉnh núi. Theo con đường thôi các anh em, theo con đường và lên thôi. Không, ngày xưa thì chúng ta còn có những cái vùng đất mới để mà thám hiểm, và nó sẽ có những cái gọi là hiệp hội thám hiểm hoàng gia của Anh, cũng như là có rất nhiều những cái người phiêu lưu nổi tiếng để mà thám hiểm những cái vùng đất mới, những cái vùng đất nguy hiểm. Còn hiện tại thì vẫn có những vùng đất mới, những vùng đất nguy hiểm, nhưng mà nó nằm ở dưới nước, cần phải có gọi là tàu ngầm, hoặc là cần phải có những rất nhiều những cái đồ chơi thì mới có thể xuống thám hiểm được. Ok, tại vì chúng ta biết là đại dương bao la mà, rộng hơn mặt đất rất là nhiều. Ok, tới đây thì chúng ta sẽ có một cái rương hiếm, và chúng ta sẽ lại tiếp tục để lại một cái phần gà nấu hoa ngọt dành cho anh ta, như là cái lời nhắn tới anh ta. Hy vọng rằng anh ta sẽ bỏ ý định tới Long Tích Tuyết Sơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại bên ngoài hồ nước để mà xem xét vết khắc của Wotan xem như thế nào. Thực sự ra thì Wotan cũng có một cái tinh thần rất là lớn đối với lại một cái người mạo hiểm giả, một cái tinh thần là sẵn sàng xả thân, sẵn sàng, tại vì chúng ta biết rằng rất nhiều những cái nhà mạo hiểm tài năng cuối cùng thì cũng gọi là sinh nghề tử nghiệp các anh em. Ok, nhưng mà gọi là con người mà luôn luôn cố gắng vượt qua thử thách, luôn luôn cố gắng vượt qua bản thân mình, đó chính là cái bản chất của con người, luôn luôn không bao giờ sợ khó khăn, không bao giờ sợ nguy hiểm. Và vì vậy cho nên các em thấy á, lâu lâu trên báo thì lại có những cái tỷ phú lại bị gục ngã ở đâu đó ở trên miệng núi lửa, hoặc là có những cái tour mà chúng ta du lịch ra ngoài không gian đó, hiện tại đang mở, rất nhiều người đăng ký. Tại vì nguyên nhân là chúng ta là có những con người muốn chinh phục, muốn khám phá đó. Và hy vọng rằng với cái câu chuyện này sẽ thúc đẩy các em, những con người thích mạo hiểm, cảm thấy là, và hy vọng câu chuyện mạo hiểm này đã giúp cho các anh em có thể giải trí trong chuỗi nhiệm vụ khá là đuối tại quần đảo Tá Vàng. Còn bây giờ, tạm biệt các anh em, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những nội dung sau.